đã 4 ngày sau khi qua đời nhưng vẫn chưa có thông báo tổ chức quốc tang cho cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những tình huống khó khăn cho Đảng Cộng sản Việt Nam với cố chủ tịch nước Lê Đức Anh sau khi ông từ trần hôm 22 tháng 4, tới cuối ngày hôm nay là đã 4 ngày nhưng ban lễ tang nhà nước vẫn chưa được thành lập đặc biệt vẫn chưa rõ ông Nguyễn Phú Trọng có đứng ra làm trưởng ban tang lễ nhà nước hay không. Tình hình căng thẳng đến mức bản thân ông Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh phải tự ra thông báo trên Facebook của mình và phổ biến trên báo chí về việc tổ chức tang lễ cho cha mình và quy định cách chôn cách mà không thể đợi nhà nước nguyên văn như sau. Nguyện vọng của gia đình tổ chức quốc tang cho Đại tướng Lê Đức Anh giản dị. Thời gian tổ chức tang lễ giảm một ngày so với quy định về quốc tàng. Tất cả các lễ viếng truy điệu tại Hà Nội và an táng tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện một ngày vào ngày 3 tháng 5 năm 2019. Gia đình cũng mong muốn các hoạt động khác diễn ra bình thường không bị đình trệ. Một câu hỏi được đặt ra liệu nguyện vọng của gia đình Lê Đức Anh muốn làm đơn giản tất cả trong một ngày lễ quốc tang tại Hà Nội và an táng tại thành phố Hồ Chí Minh có được Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hay không? Điều 10 của Nghị định 105 2012 Nghị định Chính phủ về quốc tang quy định thời gian tổ chức lễ quốc tang là 2 ngày. Vậy nguyện vọng của gia đình Lê Đức Anh muốn thời gian tổ chức lễ quốc tang chỉ có một ngày sẽ được chính phủ Việt Nam đáp ứng hay không? Điều 10 của Nghị định 105-2012 Nghị định Chính phủ về quốc tang cũng quy định trong thời gian lễ quốc tang không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Trong khi nguyện vọng của gia đình Lê Đức Anh là mong muốn các hoạt động khác diễn ra bình thường, không bị đình trệ. Vậy nguyện vọng này sẽ được nhà nước Việt Nam đồng ý hay không? Một câu hỏi khác, liệu gia đình Lê Đức Anh có quyền từ chối quốc tang hay không? Mặt khác, cũng có thể gia đình Lê Đức Anh và bộ chính trị trung ương Đảng đã thống nhất với nhau, Quốc tang sẽ được làm thật giản dị và tổ chức quốc tang giản dị đến thế thì tất nhiên cũng không cần đích thân ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra làm trưởng ban tang lễ nhà nước. Có lẽ giải pháp được thỏa thuận này đáp ứng đúng mối quan tâm của bộ chính trị cũng liên quan đến tang lễ của Lê Đức Anh, mâu thuẫn trong gia đình Lê Đức Anh khiến cho địa điểm an táng nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh phải chuyển đổi từ quê hương của ông ở Thừa Thiên Huế về thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đại tướng Lê Đức Anh có hai người vợ Ông lập gia đình lần đầu với bà Phạm Thị Anh, tự bảy Anh, sinh năm 1925, con của một điền chủ nhỏ ở huyện Bến Cát, Bình Dương và năm 1956, ông kết hôn với bà Võ Thị Lê, sinh năm 1928 tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay, thi hài của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh đã được đưa vào nhà xác bệnh viện quân đội 108 để bảo quản lạnh dự kiến tới ngày 3 tháng 5 năm 2019 sẽ được đưa ra nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để làm lễ viếng và truy điệu trước khi đem an táng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh, thời báo.di qua phần trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và xin chào tạm biệt.